chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình Đài Phát thanh Tin Lành Xuyên Thế Giới được phát thanh trên làn sóng 11.550 kHz vào lúc 19:45 hàng ngày. Quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Có quá nhiều nan đề và phiền toái trong đời sống, cho nên nếu có ai đó lúc nào cũng vui cười thì chắc người đó sẽ bị cho là không bình thường. Có thể như vậy lắm, vì trong số những vấn đề phải đối diện hàng ngày, nhiều điều